xúc xong, bóp cho hai sợi dây song song, nhấn thì nó sẽ bung cái khóa ra. Muốn đổi mật khẩu thì mình nhấn vào cái lỗ này, mình vừa nhấn giữ, mình vừa đổi. Ở lại là 3 số 9. Thả ra thì mật khẩu mới sẽ là 3 số 9. Này, 3 số 9 à, mình gắn khóa vô, mình trở về 3 số 0. Tất nhiên là nó sẽ không ra được, không nhấn được lúc này, rất là cứng. Rồi, mình mở lên 3 số 9. Cảm ơn từ 3 số 9 về 3 số 0. Nhấn giữ. Về 3 số 0. Thả ra. Ok, thành 3 số 0.